Trên tay siêu phẩm xe tải cũ chất lượng mà bạn muốn sở hữu ngay ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Hàn, nhân viên tư vấn kỹ thuật bên Đạt Xe Tải. Hôm nay em sẽ review báo giá chi tiết cho các bác về chiếc Hyundai Porter Super đời 2005. Và giá hiện tại bên em đang bán là 140 triệu một chiếc xe thùng kín các bác nhé. Tuy là thùng kín nhưng vẫn có thành thùng ba vách. Đây là tổng thành chiếc xe của em. Chiếc xe với tải trọng là 1,25 tấn, chạy bằng nhíp trước và nhíp sau. Nếu chiếc xe này đẹp, màu xanh dương khá là đẹp. Chiếc xe này thì em vừa về đêm hôm qua vào lúc 12:30 đêm hôm qua. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu các bác nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết chiếc xe này nào. Để một góc máy như thế này, chúng ta có thể thấy sự cân đối của chiếc xe giữa bên trái và bên phải. Đây là phần mắt, đẹp, rất là sáng ở trong. Bên này cũng vậy. Bên này thì đăng kiểm đến tháng 7 2020. Phần cột kèo, phần nắng mưa rất là mảnh các bạn ạ. Chúng ta cùng xem nội thất bên trong này. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đây là phần tabi cửa. Phần giả da. Đây là phần keo chỉ. Rất là mảnh, không một chút cấn đụng va chạm nào. Có thể giật răng ra xem phần đinh bấm bên trong. Đây là phần đinh bấm này. Phần đinh bấm này được kết nối bởi phần tôn trong và phần tôn ngoài, được dập lại bởi phần đinh bấm này. Nếu một chiếc xe va chạm thì những phần đinh bấm này người ta sẽ phải làm lại, và sẽ không còn phần kết nối giữa phần tôn trong và tôn ngoài như thế này nữa. Nội thất bên trong thì ghế cũng đã được bọc da rồi. Được trang bị đầu DVD bỏ, đã được trang bị đầu MP3 để nghe nhạc giải trí trên những chặng đường dài. Điều hòa đầy đủ. Đây là phần option, phần tablo option tả ra này, rất là chắc chắn nhé. Đây là phần bậc lên xuống này. Lốp tương đối đẹp, 90% các bạn. Lốp 650. Phần cua lốp này không mọt mẹt này. Chúng ta có thể thấy tất cả những phần đinh bấm được chạy xung quanh xe. Đây là phần thành thùng. Thùng kín này. Chiếc xe này là một
Đây là chiếc xe thùng kín nhưng mà vẫn có thành thùng ba vách các bác nhé. Xe người ta hoán cải lên. Chúng ta xem phần sàn sóng này. Xem phần sàn này. Sàn tôn. Chassis không hà rồ, không hàn nối ghép chắp vá nhé. Lốp lap đằng sau thì cũng tương đối. Ta mở thùng ra xem. Đây. Xe thì đã được lót sàn đầy đủ rồi. Chiếc xe đã đầy đủ đồ, được trang bị điều hòa lót sàn đầy đủ, về chúng ta chỉ việc chạy thôi. Vừa rồi thì em cũng đã review báo giá chi tiết cho các bác về chiếc Hyundai Porter Super đời 2005 thùng kín với giá là 140 triệu. Nếu bác nào thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Và các bác đừng quên đăng ký kênh của em ngay ngày hôm nay và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận những thông báo khi em ra video sớm nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Đặt Xe Tải vào ngày mai. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đặt Xe Tải. Và bên Đặt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.